nổ gây rung chuyển thủ đô Beirut, Thủ tướng Liban Hassan Diab ngày 4 tháng 8 xác nhận 2.700 tấn ammonium nitrat dự trữ trong nhà kho tại cảng được cho là đã phát nổ. Vụ nổ lớn tới mức người dân ở đảo Sip, cách vụ nổ 180 km về phía Tây Bắc vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại nhận định rằng dựa theo trao đổi của ông với các tướng Mỹ, có thể đây là một vụ tấn công. Tôi đã gặp một số tướng lĩnh của mình, họ nhận định rằng đây không phải là một vụ nổ kho xưởng. Theo họ, họ là người biết rõ tôi, họ cho rằng đây là một cuộc tấn công, như là một quả bom đã phát nổ. Sáng mùng 5 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Liban Hamad Hassan thông tin tới truyền thông rằng số người tử vong trong vụ nổ lớn kinh hoàng tại thủ đô Beirut vào tối qua mùng 4 tháng 8 đã lên tới 78 người, hơn 4.000 người bị thương. Ông cho biết con số này còn có thể tăng thêm do hiện có rất nhiều người vẫn còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát